nhằm tuyên truyền xây dựng người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. Ngày 17 tháng 10, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp trường Trung học cơ sở Thới Thuận, quận Thốt Nốt tổ chức chương trình Tự hào người Cần Thơ cho các em học sinh. Tại buổi sinh hoạt, đại diện Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền giới thiệu cơ bản về vị trí địa lý hành chính của thành phố Cần Thơ, giới thiệu bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và 6 tiêu chuẩn xây dựng con người Cần Thơ: trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. Đồng thời tham gia trò chơi củng cố kiến thức, vận động sôi nổi như người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, dần dần. Qua đây góp phần giúp cho các em hoàn thiện về nhân cách, đẹp về tâm hồn, khỏe về thể chất, giao lưu học hỏi, đoàn kết, an tâm vui học, dần dần, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Dịp này, Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã trao tặng 50 phần quà cho các em học sinh nghèo, hiếu học, mỗi phần 10 quyển tập.